Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của xbox.vn. Thì ở video hôm nay ha, mình sẽ muốn chia sẻ đến các bạn tổng hợp các cái động tác mà người mới chơi cần phải tập ha trong cầu lông, cũng giống như là mình sẽ giới thiệu luôn cái tên động tác đó để cho các bạn biết. Tại vì như mình thấy á, là các bạn sẽ thường xuyên lên mạng, nếu mà các bạn coi á, các bạn sẽ không biết là nên tập động tác nào, tại vì nó có quá nhiều kỹ thuật trong cầu lông. Thì hôm nay mình sẽ tổng hợp cho các bạn nào mà mới chơi ha, đến thì các bạn sẽ biết được là mình sẽ có cái trình tự mình nên tập những cái động tác nào, cũng như là về phần cơ bản thì các bạn nên hoàn thiện tất cả những cái động tác đó thôi. Thì hôm nay á, thì mình sẽ chỉ nói về các động tác thôi nha bạn nha, các bạn nha. Mình sẽ không nói về cái chân. Về cái chân á, mình sẽ tổng hợp ở một cái clip khác. Thì cái clip này mình sẽ muốn giới thiệu đến các bạn, thứ nhất là về động tác và thứ hai là cái tên gọi của nó. Và tên gọi thì nó sẽ có nhiều tên gọi các bạn ha. Đầu tiên thì các bạn cần phải biết đánh cái động tác đầu tiên là động tác phong cầu. Đó, cũng có nơi người ta sẽ gọi là lớp cầu. Thì đối với động tác phong cầu thì các bạn cần phải đạt được những cái mục tiêu nhất định, là giống như là phong cầu của các bạn phải phong đủ độ cao. Đó, nó không quá thấp cũng không quá cao, nhưng mà nó cũng phải là đạt được một cái mức độ tiêu chuẩn là phải đủ cao. Và cái thứ hai nữa là nó thể tới được cú sân. Đó, thì các bạn cần phải hoàn thiện cái động tác này trước. Các bạn cần phải tiếp xúc được vật 90 độ nè. Đó, cái tiếng cầu nó phải nổ ra. Đó, chứ không có mặt vật các bạn nghiêng nghiêng á, đánh cái cầu nó sẽ không thể nào tới cú sân được. Đó, cũng giống như là đánh chuẩn. Ở đây là các bạn cần phải đứng một chỗ thôi nha, mình chưa nói về chạy nha. Các bạn chỉ cần đứng một chỗ và đánh được một cái động tác là động tác xoay người và phong cái cầu tới cú sân. Đó, thì đầu tiên là phong cầu hả các bạn ha. Các bạn cần phải đánh được như vậy. Các bạn nên ha, nên chỉ tập trung vào đánh làm sao cho nó chuẩn đã. Rồi bắt đầu mình tiếp cái động tác thứ hai. Thì ở động tác thứ hai này, bung cầu. Bung cầu trên lưới. Thì bung cầu thì các bạn biết rồi, các bạn sẽ có bung phải tay, bung trái tay. Thì cũng giống như ha, động tác nào cũng vậy, nó sẽ có một cái mức tiêu chuẩn thì các bạn cần phải bung cho tới cú sân. Cũng giống như là đủ độ cao. Và giống như là động tác đánh nó phải chuẩn. Đó, cả trái cả phải. Thì sau đó các bạn sẽ tập đến cái động tác là đập cầu. Lý do mà mình muốn các bạn đi đập cầu trước cái quả gọi là chặt cầu hay là quả bỏ nhỏ từ đằng sau á, thì là lý do là tại vì khi các bạn phong cầu á và cái quả đập cầu của bạn á, cái mặt vợt nó sẽ tiếp xúc giống nhau, là nó sẽ đều tiếp xúc 90 độ. Cho nên khi các bạn từ phong cầu mà các bạn chuyển qua đập cầu nó sẽ dễ. Đó, các bạn chỉ cần bắt cái cầu phía trước và lúc này các bạn kéo cái vợt xuống, là có nghĩa là điểm tiếp xúc thay vì các bạn ngửa thì bây giờ các bạn úp và mặt vợt tiếp xúc là 90 độ như nhau, thì lúc này các bạn sẽ có được quả đập cầu. Và cũng như cái tiêu chuẩn mình muốn nói là các bạn đập cần phải đập cầu nó bay ngang lưới ha, nó bay trong sân, cũng như nó không bị cắm lưới nè, cũng như là không bị bay quá cao giống như là quả phong. Đó, cho nó ra hình thành một cú đập đàng hoàng. Thì sau đó các bạn sẽ tập tới một cái động tác là động tác chặt cầu, hay gọi là động tác bỏ nhỏ ha. Thì cái động tác này á, thì cơ bản á, đơn giản á, thì các bạn không cần phải quá phức tạp vấn đề lên, như là chém cầu hay là xoa cầu hay gì đó, thì những cái đó nó dành cho nâng cao. Và bạn chỉ cần đánh mặt vợt 90 độ cũng được, và các bạn giảm lực lại làm sao trái cầu nó bay ngắn lại, nó chỉ bay rớt ở cái đầu lưới thôi. Đó, và cái tiêu chuẩn giống như mình vẫn nói là đánh đều ha, không có bị hư, không bị hư nhiều quá. Và đánh cái động tác này các bạn phải canh được cái lực đó, cũng giống như là chạm đi trái cầu sao lúc nào nó cũng rớt cái đầu lưới và nó nhiễu ha, nó đi một cái đường đẹp là nó nhiễu từ trên cao nó rớt xuống, chứ nó không có bị đi vòng lên trước khi nó rớt xuống. Đó, nếu mà để nó đi vòng lên rớt xuống thì trái cầu lúc này nó sẽ bị bay chậm và đối phương người ta sẽ chạy lên và chụp được mình. Đó, đó là cái tiêu chuẩn để mà đập các bạn, tiêu chuẩn để mà bỏ nhỏ từ phía sau, cũng giống như hay gọi là chặt cầu. Đó, mình hay gọi là chặt cầu. Thì sau cái quả đó thì các bạn sẽ tập đến cái quả gọi là quả bỏ nhỏ đầu lưới, là khi đối phương người ta đánh qua thì ngay gần sát lưới thì các bạn sẽ kê bờ làm cho trái cầu nó rớt ở trước mặt thôi, trước mặt lưới thôi, chứ không bị đẩy quá dài ra sau. Thì đối với cái tiêu chuẩn của quả này thì cũng vậy, các bạn sẽ cố gắng đánh càng sát lưới càng tốt, cũng như là không đánh hư ha. Và sau cái quả bỏ nhỏ này thì các bạn sẽ tập đến cái quả gọi là quả thủ cầu. Thủ là các bạn đứng, thủ thì nó có hai dạng các bạn ha. Các bạn có thể bung được trái cầu của người ta đập ra phía sau bằng cách là đánh trái tay, là đánh rờ be, hoặc là các bạn có thể kê cầu, khi người ta đập các bạn kê để cho cầu rớt sát lưới. Đó, thì có hai dạng thủ vậy. Đó, và cuối cùng nữa trong cái phần cơ bản mà mình muốn các bạn tập đó là quả tạt cầu. Thì quả tạt cầu là cái quả mà trái cầu nó bay ngang các bạn. Đó, nó bay ngang một lưới, người ta đánh trả ngang, các bạn đánh trả ngang lại. Thì quả tạt cầu này nó cũng có bên phải tay và trái tay, cũng giống như cái yêu cầu là các bạn đánh nó phải đều, không hư, và cầu nó bay ngang mặt lưới, và nó hình thành một quả tạt là một cái quả cầu nó bay ngang. Đó, thì đó là cái kết thúc cuối cùng. Khi mà các bạn đã hoàn thành được các cái bước cơ bản này thì các bạn đã cơ bản các bạn chơi được rồi. Đó, về các cái động tác thì mình tổng hợp lại như các bạn biết ha. Đầu tiên là phong cầu nè. Sau phong cầu thì các bạn sẽ lên lưới, các bạn bung bổng.
đó, rồi sau đó các bạn sẽ đập cầu, các bạn sẽ chặt cầu, thì sau đó các bạn sẽ bỏ nhỏ nè, bỏ nhỏ trên lưới nè, và các bạn sẽ thủ cầu, và cuối cùng là các bạn tạt cầu đó. Thì các bạn sẽ hoàn thành tất cả những cái động tác này, thì cơ bản thì các bạn sẽ đánh được khá rất là có thể đi chơi ở mọi nơi đó các bạn. Có nghĩa là về cơ bản các bạn đánh được những cái động tác như vậy mà đúng chuẩn nha, thì có nghĩa là các bạn đã gần như là các bạn sẽ đánh rất là tốt rồi. Còn về những phần nâng cao á, thì nó đòi hỏi các bạn cần phải nhiều thời gian hơn, có nghĩa là 3 năm, 4 năm hay nhiều năm hơn nữa. Đó thì các bạn mới nên bắt đầu tập những cái động tác nâng cao. Chứ hiện tại thì mình thấy là đa số các bạn không có hình dung được các bạn nên tập những động tác nào hoàn thành hay xong, hay là các bạn chưa hoàn thành mà các bạn lại đã đi tập những cái động tác nâng cao như là chặt, xoa, chém rồi đủ thứ, rồi hai nhịp, rồi chích shot gì đó. Thì những cái đó thì nó sẽ không giúp ích được cho các bạn, để các bạn có thể có một cái nền tảng tốt, sau đó các bạn tập những cái động tác nâng cao lên đó, thì nó sẽ giúp ích cho các bạn nhiều hơn. Thì qua cái video clip này ha, mình muốn chia sẻ với các bạn là cái cách các bạn tập cũng như là nên hoàn thành những cái động tác nào đó để nó có một cái nền vững chắc, sau đó các bạn tập nâng cao lên, thì các bạn đi theo từng bước như vậy á, nó sẽ giúp ích được cho các bạn nhiều hơn, cũng như là nó tiết kiệm được thời gian tập cầu của bạn, chứ không các bạn lan man, các bạn sẽ đi lòng vòng, các bạn tập tùm lum thì nó phối hợp lại nó không có làm cho các bạn đánh mỗi ngày mỗi hay hơn đó. Thì hy vọng là video clip mình sẽ giúp ích được cho các bạn, cũng như các bạn thấy hay á, thì cho mình và các anh em một like, một subscribe ha, cũng giống như là đừng quên bấm vào cái chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ video nào đến từ xbox.vn. Còn bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại.